phát hiện hai bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông tự thiêu trong khu nghĩa trang. Lợi dụng thời điểm dịch bệnh, xe cứu thương chui tăng giá chóng mặt 4 km lấy 3,5 triệu đồng. Bắt quả tang 10 thanh niên thuê nhà tại Quảng Trị để sử dụng trái phép hàng. Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng chở người đàn ông bị nhồi máu cơ tim đang nguy kịch vào bệnh viện. Dự định cắm trại 3 ngày, Hà Nội thực hiện giãn cách khiến nam thanh niên mắc kẹt tại Sơn La hơn 20 ngày. Xử phạt 12 năm tù với người đàn ông cố ý hành hung cảnh sát Osaka. Nhật Bản quá tải ngành y tế. Người đàn ông chuyển biến nặng vì Covid-19 bị 120 bệnh viện từ chối. Giả vờ bị đuối nước do lũ cuốn trôi tại tỉnh Shizuoka, nam YouTuber bị kiện. Sự cố cháy nổ hệ thống oxy tại Nga, 9 bệnh nhân Covid-19 không qua khỏi. Gần 9 ngày người Đức phải đi tiêm lại vaccine Covid-19 vì y tế cố ý tráo đổi thuốc thành nước muối. Người dân Anh hô hoán biểu tình đài BBC nhưng đến nhầm địa chỉ. Tất bật chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa Sanriku lớn nhất năm. Xin chào TV, xin chào Net lớp. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Chúng ta xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Sài Gòn Daily Top News. Các bạn đừng quên tại ngày hôm đến lớp để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến ngay với bài tin ngày hôm nay. Mới đây tại nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của một người đàn ông có dấu hiệu tự hại bản thân. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai bức thư tuyệt mệnh liên quan đến vụ người đàn ông trong khu nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bình Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 8, công an huyện Bình Chánh cho biết qua khám nghiệm hiện trường phát hiện hai bức tâm thư. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc của người đàn ông này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, người dân phát hiện bên trong khu vực nghĩa trang trên đường Phạm Văn Sáng xảy ra cháy nên đến kiểm tra thì phát hiện thi thể của người đàn ông và đã báo cho cơ quan chức năng. Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt đã khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông N là bảo vệ của một công ty. Về hai thư tuyệt mệnh được tìm thấy, trong đó một bức thư ông N gửi cho gia đình và bức còn lại gửi cho phía công ty. Cụ thể, trong thư người này viết xin lỗi gia đình cũng như gửi lời cảm ơn phía công ty đã thu nhận ông là bảo vệ trong thời gian qua. Ngoài ra, cảnh sát cho hay trên cơ thể nạn nhân không bị tác động của ngoại lực. Người tài xế của chiếc xe này đã tự động hoán cải xe 16 chỗ thành xe cứu thương, đăng số điện thoại lên mạng. Khi có bệnh nhân cần cấp cứu, người này ra giá 3-4 triệu đồng cho một chuyến, dù đoạn đường chỉ có 4 km. Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao một tài xế xe cấp cứu có hành vi chặt chém cho công an quận Tân Bình xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, người đàn ông này lái xe 16 chỗ giống như xe cứu thương chở bệnh nhân từ phường 10 quận Tân Bình đến bệnh viện Chợ Rẫy. Đoạn đường chỉ khoảng 4 km nhưng tài xế lấy của khách 3,5 triệu đồng. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan công an. Nhận tin trình báo, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo truy tìm tài xế và chiếc xe liên quan. Vụ việc đã bại lộ khi người đàn ông này đang trên đường chở bệnh nhân là bà Võ Thị Kim Tê, 56 tuổi từ quận 8 đến bệnh viện Gia Định với giá là 3 triệu. Khi xe cứu thương đến chở bà Tê thì công an phường 15 quận 8 phát hiện đây là chiếc xe đang bị truy tìm. Công an đã gọi xe cứu thương khác chở bệnh nhân đến bệnh viện, đồng thời giao tài xế tang vật liên quan cho công an quận Tân Bình xử lý. Bước đầu, công an nhận định tài xế hoán cải xe 16 chỗ thành xe cứu thương, gắn biển số giả để chở khách. Công an cho biết sẽ xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi của tài xế này. Trong căn nhà cho thuê ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị, khi lực lượng chức năng ập vào đã phát hiện 10 thanh niên đang sử dụng hàng. Cơ quan chức năng cảnh báo về hình thức thuê nhà nguyên căn để lấy sử dụng hàng này. Ngày 11 tháng 8, công an thành phố Đông Hà, Quảng Trị cho hay vẫn đang đấu tranh lập hồ sơ xử lý vụ tàn trữ sử dụng chất cấm trên địa bàn. Trước đó, qua trinh sát từ trước, công an thành phố Đông Hà đột kích một ngôi nhà cho thuê nguyên căn tại khu phố Lương An, phường Đông Lễ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 người đang tụ tập sử dụng hàng. Những người này đều là lao động tự do, trong đó có 4 nữ, người lớn tuổi nhất 31 tuổi, còn lại ở độ tuổi từ 18 đến 20. Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định cả 10 trường hợp đều dương tính với các chất. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một số dụng cụ sử dụng. Nhóm người này sau đó được đưa về trụ sở công an thành phố Đông Hà để giải quyết. Công an thành phố Đông Hà cho biết đã xảy ra nhiều trường hợp khách thuê nhà nguyên căn để sử dụng hàng. Công an thành phố đề nghị người dân có nhà cho thuê cần tìm hiểu kỹ về khách thuê, cần thống nhất quy định rõ ràng với khách thuê về mục đích cho thuê nhà. Cán bộ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh dùng ô tô nâng đặc chủng chở người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Khi cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thì bất ngờ có một nam thanh niên bối rối chạy đến cầu cứu cán bộ cảnh sát giao thông, rằng cha anh trên đường đi cấp cứu nhưng xe máy bị hư giữa đường trong khi không thể nhờ ai chở được. Qua tìm hiểu, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết người được nói trên là ông NVG, 68 tuổi quê tỉnh Long An, có tiền sử bị bệnh tim. Vào trưa, ông G bị lên cơn nhồi máu cơ tim nên được gia đình đưa vào trạm y tế địa phương để cấp cứu. Tại đây, bác sĩ sơ cứu và thông báo với gia đình trường hợp ông G rất nguy kịch, cần phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Nghe vậy, hai người con trai của ông G liền lấy xe máy chở ông lên thành phố Hồ Chí Minh để chữa bệnh. Tuy nhiên, đang đi thì bị hư xe, người anh phải đỡ ông G vào lề đường, còn người em thì chạy đi tìm người giúp. Sau đó, cán bộ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc đã dùng xe ô tô tải nâng đặc chủng đưa ông G đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, đồng thời chở xe máy bị hư hỏng về đến tận nhà ông H ở Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, ông G đã qua cơn nguy kịch. Không thể trở về Hà Nội vì Covid-19, nam thanh niên ở lại cắm trại ở độ cao 2.000m, hàng ngày nấu ăn, đọc sách, tắm suối, tối ngắm sao trời.
Theo dự tính ban đầu, ngày 15 tháng 7, nam thanh niên là Hoàng Công đã đến Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La để cắm trại trong vòng 3 ngày. Mục đích của chuyến đi lần này cũng giống những lần trước là để trốn khỏi áp lực công việc nơi phố thị. Anh chọn Tà Xùa vì ít người, đảm bảo an toàn cho bản thân và người địa phương. Trước khi đi, anh cũng xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, chuyến đi kéo dài cho đến nay vì từ 24 tháng 7, Hà Nội giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bất ngờ và buồn lúc biết tin, song thay vì suy nghĩ nhiều, anh chọn cách ở lại để tận hưởng phong cảnh, khí hậu, cũng dành thời gian để nhìn nhận một năm qua của bản thân. Nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính, nhưng Công không hề thất vọng hay hoảng loạn. Anh quyết định ở lại đây, hưởng thụ cuộc sống bình yên, trái ngược hoàn toàn với Hà Nội. Tới nay đã gần 20 ngày ở Tà Xùa, chi phí sinh hoạt của anh chỉ hơn 2 triệu đồng, tiết kiệm hơn nhiều so với ở thành phố. Sau khi Hà Nội thông báo tiếp tục giãn cách tới 23 tháng 8, anh vẫn sẽ ở lại Tà Xùa vì cho rằng đây là một điều may mắn hơn nhiều người và cũng là cơ hội hiếm để tạm nghỉ ngơi. Một người đàn ông 35 tuổi đã bị tòa án Nhật Bản tuyên án 12 năm tù vì đã hành hung một cảnh sát và lấy trộm vũ khí của cảnh sát tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản vào năm 2019. Tòa án quận Osaka đã ra phán quyết với Yujiro Imori, người bị buộc tội cố gắng sát hại người và cướp của, phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình ở một mức độ nào đó vì khả năng tâm thần của anh ta bị hạn chế do bệnh tật. Imori được hai bác sĩ tâm thần chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt trước và sau khi gây án. Thẩm phán chủ tọa Ichiro Watanabe chỉ ra rằng bệnh tâm thần phân liệt ảnh hưởng đến rất nhiều hành động của anh ta, nhưng anh ta đã hành động hợp lý và linh hoạt vào thời điểm gây án. Các công tố viên đã yêu cầu mức án 13 năm tù giam, nói rằng Imori đã hành động theo phán quyết của riêng mình mặc dù đủ năng lực của anh ta có phần hạn chế do bệnh tâm thần. Theo phán quyết, Imori dùng hung khí gây thương tích cho Suzunosuke Kose, 28 tuổi vào ngực và các bộ phận khác tại họp cảnh sát ở Suita và cướp vũ khí của cảnh sát này vào sáng sớm ngày 16 tháng 6 năm 2019. Imori đang mang theo vũ khí cướp được khi anh ta bị bắt ở một khu vực miền núi không xa hiện trường xảy ra vào ngày hôm sau. Kose, người bị hành hung, đã hôn mê nhưng sau đó đã hồi phục và trở lại làm việc vào tháng 1 năm 2020. Một người đàn ông trong tình trạng nghiêm trọng do các triệu chứng Covid-19 đã bị hơn 100 bệnh viện từ chối vào tuần trước. Đầu tháng này, người đàn ông khoảng 50 tuổi sống ở thủ đô đã hồi phục sức khỏe tại nhà sau khi xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, tình trạng của anh ấy trở nên nghiêm trọng sau khi anh ấy phát hiện các vấn đề về hô hấp 2 ngày trước. Sau khi thông báo cho các dịch vụ khẩn cấp, các xe cứu thương, người này đã bị khoảng 120 bệnh viện chuyển đi. 5 giờ sau, anh ta được đưa vào bệnh viện trường y Nippon ở phường Byoncour. Hiện tại, ở Nhật Bản, số người bị nhiễm Covid-19 đang hồi phục sức khỏe tại nhà đã tăng lên 17.356 người ở Tokyo, tăng mạnh 11,4 lần so với một tháng trước. Một YouTuber người Nhật đã nảy ra một ý tưởng quay video cầu view. Người này giả vờ bị đuối nước do lũ cuốn, sau khi được cứu thì bị thương. Tất cả những chiêu trò đều nhằm mục đích tăng view. Một người đàn ông 34 tuổi tự xưng là YouTuber đã bị đệ đơn kiện vì cản trở công việc của nhân viên cảnh sát. Người này đã giả vờ bị lũ cuốn xuống sông thành phố Shizuoka. Anh ta đã đeo ống thở và phao trẻ em khi nhảy xuống một con sông tại thành phố Atami, tỉnh Shizuoka. Người này cho biết anh đã nghĩ nếu nhảy xuống một con sông đang chảy sẽ được quay lên TV và có thể kiếm được nhiều lượt xem trên kênh YouTube của mình. Tổng cộng 9 bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện của thành phố Vladikavkaz của Nga đã tử vong sau khi đường ống dẫn khí oxy phát nổ, khiến nguồn dẫn khí bị cắt đứt, theo đài Deutsche Welle. Sự cố xảy ra ở thành phố Vladikavkaz xảy ra trong lúc Nga đang ứng phó làn sóng dịch Covid-19 tăng cao, với số ca tử vong ở nước này hiện cao thứ tư trên toàn thế giới chỉ sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Báo đài Nga đưa tin, 9 bệnh nhân Covid-19 đã tử vong vì thiếu oxy ở bệnh viện Vladikavkaz thuộc Cộng hòa Bắc Ossetia. Theo đó, một phần đường ống oxy trong lòng đất cung cấp cho khu chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện đã gặp sự cố cháy nổ. Lúc đó, 71 bệnh nhân đang được điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt và không phải ai cũng nhận được đủ oxy. Tuy nhiên, ông Sergei Manzalo, người đứng đầu chính quyền Cộng hòa Bắc Ossetia cho hay, phổi của 9 bệnh nhân bị tổn thương cho đến 90% trước khi đường ống dẫn khí bị nổ. Điều này có nghĩa là rất nhiều khả năng sự tử vong của họ không liên quan đến sự cố trên. Cơ quan Liên bang Giám sát Y tế Rosnazaros thông báo sẽ mở cuộc điều tra về vụ này. Gần 9.000 người ở Đức đang phải tiêm vaccine Covid-19 lại sau khi một y tá tráo vaccine vì nước muối. Sau khi đánh rơi và làm vỡ một loại vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer vào tháng 4, một y tá người Đức ở thị xã Sachsen, huyện Friesland, bà Neda Sachsen đã bơm nước muối vào để tiêm cho bệnh nhân nhằm che đậy số vaccine bị hao hụt, Reuters đưa tin. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện y tá này có thể đã tráo vaccine với nước muối nhiều lần hơn thế. Chính quyền địa phương cho biết gần 9.000 người được chủng ngừa từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4 cần phải được tiêm lại. Tất cả người bị tiêm nước mũi đều trên 70 tuổi và đã đến tiêm lại cùng một địa điểm ở Sachsen Rathausen. Bất kỳ ai được tiêm chủng tại địa điểm mà y tá trên làm việc trong thời gian từ 5 tháng 3 đến 20 tháng 4 đều có thể tiêm lại vì nhà chức trách không rõ ai và bao nhiêu người đã bị tiêm nước mũi. Giới chức y tế Đức cho biết nước mũi không gây hại đến sức khỏe của những người bị tiêm phải. Giới chức địa phương cũng đang điều tra về động cơ tráo vaccine y tá trên. Các nhà điều tra cho biết người phụ nữ này đã chia sẻ các bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích việc tiêm chủng. Những người biểu tình ở Anh hô hào tấn công trụ sở đài BBC, song ngơ ngác nhận ra đài BBC đã chuyển sang tòa nhà mới gần 10 năm trước. Giới truyền thông ở Anh đang là nạn nhân của những người chống vaccine. Cuộc biểu tình diễn ra hôm 9 tháng 8, hàng trăm người biểu tình đổ về tòa nhà phía tây London, khu vực từng là trung tâm truyền hình của đài BBC.
Hiện tòa nhà đã trở thành khu căn hộ cao cấp và nhà hàng, phòng thu bên trong cũng được công ty truyền thông ITV thuê lại. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhóm người biểu tình quá khích đã tìm cách phá hàng rào cảnh sát để xông vào tòa nhà mà không hề biết đài BBC đã dời trụ sở từ năm 2012. Tình hình dần ổn định khi cảnh sát London nhanh chóng điều lực lượng tăng cường đến hỗ trợ và giám sát cuộc biểu tình. Sau sự cố, một viên cảnh sát bị thương nhẹ ở đầu nhưng không người biểu tình nào bị bắt giữ. Được thông báo nhầm địa chỉ, nhóm người biểu tình nhanh chóng kiểm tra lại và kéo đến trụ sở mới cùng ngày. Nhật Bản đang lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi lễ pháo hoa lớn nhất trong năm. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 9 tháng 10 năm 2021. Lễ hội pháo hoa Sariku, lễ hội pháo hoa lớn nhất Nhật Bản năm 2021. Lễ hội pháo hoa Sariku sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021 tại thành phố Rikuzen-Takata, tỉnh Iwate. Chương trình pháo hoa năm nay với chủ đề gửi đi năng lượng và nụ cười từ Sariku. Năm ngoái chương trình có thời lượng 60 phút, năm nay sẽ được kéo dài thành 90 phút và tất nhiên chương trình này có thể xem online. Thông tin thêm, đây là lễ hội pháo hoa Sariku, mỗi ngày thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021. Giờ mở cửa 12 giờ. Thời gian bắn pháo hoa 19 giờ đến 20 giờ 30. Địa điểm công viên thể thao Takada Matsubara, thành phố Rikuzen Takata, tỉnh Iwate. Và kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Japan Daily Top News đến đây kết thúc rồi. Chúng mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.